À, bây giờ thầy sẽ ôm lại chúng ta các cái dạng của thể tích khối chóp. Thứ nhất, chúng ta có công thức thể tích khối chóp bằng cái gì nè? Bằng 1 phần 3 diện tích đáy nhân cho chiều cao. Thì hình chóp chúng ta sẽ phân loại ở dạng đầu tiên, đó là chóp có cạnh bên vuông góc với mặt đáy. Thì đối với khối chóp này á, thì thầy vẽ một hình đại diện cho chúng ta thấy. Thì thầy cho chúng ta khối chóp SABCD với đáy là một hình tứ giác, và cụ thể trong bài này đó là hình vuông hoặc hình chữ nhật, vân vân. Thì chúng ta sẽ thấy được là đối với dạng này thì chúng ta phải nhớ khi cạnh bên vuông góc với mặt đáy thì chiều cao chính là cạnh bên. Thì trong bài này cụ thể hay dùng đó chính là SA. Vậy khi chúng ta đọc đề kỹ, chúng ta phải quan sát cái giả thiết là cạnh nào vuông góc với đáy để chúng ta lấy cạnh đó là chiều cao của hình chóp. Thì đối với dạng toán này thì thầy lưu ý chúng ta có một số cách tính chiều cao phụ thuộc vào giả thiết. Như vậy chúng ta có là nếu mà giả thiết thì đa số thì giả thiết sẽ cho chúng ta đó là giả thiết cho độ dài cạnh đáy. À, giả thiết sẽ cho độ dài cạnh đáy. Có nghĩa là cho ABCD đấy là hình vuông cạnh bằng A, hoặc là cho ABCD đấy là hình chữ nhật có cạnh là bằng mà một cạnh bằng A, một cạnh bằng A căn 3, vân vân. Hoặc là có thể cho đấy là tam giác đều, tam giác vuông. Nói tóm lại nó sẽ cho các yếu tố liên quan tới độ dài của cạnh đáy. Và một trong những giả thiết sau đây là người ta sẽ cho, thứ nhất đó là cho độ dài của cạnh bên. Độ dài của cạnh bên thì chúng ta phải tính chiều cao bằng Pythagore. À, tôi còn nhớ nha, chiều cao bằng Pythagore. Thì ví dụ cụ thể trong hình này luôn để cho chúng ta hình tượng hóa vấn đề cho nó dễ hiểu. Thì ví dụ như người ta cho đáy là hình vuông có cạnh là bằng một bằng A. Thì người ta cho độ dài của một cạnh bên trong ba cạnh bên còn lại đó là SB, SC hoặc SD. Thì chúng ta phải sử dụng cái tính chất Pythagore. Bởi vì sao? Vì SA vuông góc với đáy nên suy ra thầy sẽ có ba tam giác vuông. Đó là tam giác SAB nè, tam giác SAC nè, và tam giác SAD. Ba tam giác này đều là ba tam giác vuông tại A. Thì Pythagore của mình sẽ bằng cái gì nè? Bằng chính cái độ dài cạnh bên á, bình phương trừ cho yếu tố liên quan độ dài cạnh đáy. À, các trừ cho yếu tố liên quan độ dài cạnh đáy bình phương. Cạnh đáy bình phương thì cạnh đáy bình phương chúng ta cũng lưu ý nha, có hai trường hợp. Nếu mà tam giác SAB thì cạnh đáy chính là cạnh AB. Còn nếu tam giác SAC thì cạnh đáy lúc này là cạnh AC, là đường chéo của hình vuông. Thì chúng ta có những công thức nhanh liên quan tới các hình đặc biệt mà thầy được dạy trong lớp tụi con rồi, nên mấy đứa phải để ý thật kỹ với thầy chỗ này ha. Lát đây là nói thầy đang dạy tổng quát, lát vô ví dụ cụ thể thầy sẽ cho mấy đứa thấy được những từng trường hợp để chúng ta có cái kinh nghiệm làm nhanh trắc nghiệm. Điều thầy muốn chúng ta học ở đây, tại sao thầy quay video này, là để chúng ta học trắc nghiệm đối với những bài toán dễ, toán hình như thế này á, chúng ta làm nhanh mà không cần vẽ hình. Chúng ta phải hiểu được cái vấn đề ở trong đầu luôn, không cần chúng ta phải thể hiện trên hình giấy, trên giấy hình vẽ nữa, và chúng ta sẽ tưởng tượng được. Tiếp theo đó là người ta cho góc. Góc góc chúng ta có hai loại góc. Góc thứ nhất là góc tạo bởi giữa cạnh bên và mặt đáy, giả sử góc alpha. Thì đa số chiều cao của chúng ta sẽ tính bằng công thức là bằng cái độ dài cạnh đáy tương ứng với góc này nhân cho tan góc alpha, hoặc bằng độ dài tương ứng của cạnh bên đối với góc này nhân cho sin alpha. Chúng ta lưu ý điều này nha. Lát thầy cho ví dụ cụ thể chúng ta thấy hiểu được cụ thể như thế nào. Và thứ hai đó là góc tạo bởi giữa mặt bên và mặt đáy. Thì tùy vào bài cụ thể thì chúng ta thì giả sử là beta thì chiều cao của chúng ta cũng bằng cái yếu tố liên quan tới cạnh đáy ở dưới đáy á, cạnh ở dưới đáy nhân cũng cho nhân kiểu là nhân tan beta đó. Thì bây giờ lát chúng ta có ví dụ cụ thể như thế nào để chúng ta làm điều đó.
Và tùy vào giả thiết mà chúng ta sử dụng cách linh hoạt bằng hệ thức lượng trong tam giác vuông, sin tan, cos để chúng ta sử dụng đúng công thức. Bây giờ thầy sẽ qua ví dụ để chúng ta thấy được là từng cái dạng toán như thế nào để chúng ta làm cho nó nhanh. Thì trước hết mà vào bài tập ví dụ thì thầy sẽ ôm lại chút xíu một cái kiến thức nhanh để chúng ta xác định góc tạo bởi dưới cạnh bên và mặt đáy. Thì tụi con lưu ý nè, góc tạo bởi dưới cạnh bên và mặt đáy trong ví dụ cụ thể này thì thầy có như sau. Giả sử như người ta cho góc tạo bởi giữa SB với ABCD thì chúng ta sẽ có thứ nhất điểm chung của chúng ta là điểm B, vậy góc chúng ta có định đỉnh B. Cạnh SB thì mình xài chữ B rồi thì còn chữ S, vậy SB gì? SB gì chúng ta đúng ha? Thì chúng ta phải nhớ rằng trong bài này chiều cao của chúng ta là SA, thì chỗ nào chúng ta điền chỗ cuối cùng chính là cái điểm chính là chân đường cao SA vuông góc với đáy, thì chỗ này chính là chân đường cao SA. Và chúng ta lưu ý là tùy tất cả thầy dạy chúng ta cái dạng này để chúng ta có một cái nhìn tổng quát để sau này chúng ta qua dạng chất thứ hai, dạng chất thứ ba thì chúng ta cũng hiểu được là cái cơ bản mà chúng ta xác định góc của đường và mặt, đặc biệt là cạnh bên và mặt đáy để chúng ta sử dụng đúng. Thì đồng thường là hai bên cho chúng ta chính là chiều cao của hình chóp và chính giữa chính là điểm chung. Tương tự như vậy, góc tạo bởi giữa SC, SD với mặt đáy cũng là góc SCA, SDA, vân vân, để chúng ta hiểu được vấn đề. Còn trong đối với cái dạng hình chóp mà SA vuông góc với đáy, đáy là hình vuông hoặc hình chữ nhật, thì chúng ta có góc tạo bởi giữa hai mặt bên bằng quy tắc hai sẹt mà chúng ta luôn luôn nhớ rằng đó là góc tạo bởi giữa mặt SBC và mặt ABCD, cũng chính là góc tạo bởi giữa cạnh bên SB và mặt ABCD vì tính chất đặc biệt của nó. Và nó cũng chính là góc điểm chung điểm B này, chiều cao hai bên là SA. Tương tự như vậy, SCD cũng vậy. SCD tạo bởi với mặt phẳng ABCD thì nó có cái góc của nó cũng chính là góc tạo bởi giữa SD với mặt phẳng ABCD, chính là góc FDA. Chúng ta lưu ý. Thì bây giờ chúng ta tới một ví dụ đó là SABCD, SA vuông góc với đáy, đáy là hình vuông cạnh bằng 2, như vậy giả thiết này đang cho độ dài của cạnh đáy. Và góc tạo bởi giữa SC với ABCD bằng 60 độ. Thì chúng ta làm như sau. V của khối chóp bằng 1 phần 3. Diện tích đáy của chúng ta có độ dài cạnh là 2 mà nó là hình vuông, thì công thức diện tích hình vuông chính là cạnh bình phương và nó là bằng 4 nhân cho chiều cao. Thì trong bài này giả thiết của chúng ta chính là cho tạo bởi góc giữa cạnh bên và mặt đáy. Như vậy chiều cao của chúng ta chính là bằng cái cạnh đáy tương ứng với cạnh bên đó. Thì chúng ta thấy SC thì cạnh đáy chính là cạnh AC. Chúng ta có kinh nghiệm ha. AC nhân cho tan của 60 độ góc đề bài cho. Vì trong trường hợp này là khi mà độ dài cạnh đáy thì chúng ta sẽ liên quan tới chữ tan, và độ dài của cạnh bên thì chúng ta sẽ liên quan tới chữ sin. Và tụi con cũng học thuộc luôn cho thầy rồi, tan của 60 độ là một một cái giá trị rất quen thuộc trong đề toán hình. Do đó chúng ta mặc định và học thuộc cho thầy luôn. Tan 60 độ chính là căn 3. Như vậy suy ra nó chính là AC nhân cho căn 3. Mà AC là đường chéo của hình vuông thì chúng ta cũng nhớ luôn, đường chéo của hình vuông sẽ bằng cạnh nhân căn 2. Và bài này người ta cho hình vuông có độ dài cạnh là bằng 2. Như vậy cạnh nhân căn 2 là 2 căn 2. Nhân cho tan 60 học thuộc là căn 3. Như vậy chiều cao của mình là 2 nhân căn 6. Như vậy chúng ta có được kết quả 8 căn 6 chia 3. Và thể tích thì đơn vị của chúng ta chính là A mũ 3. Chúng ta lưu ý chỗ này mặc định khi làm toán hình thầy không có đụng đến chữ A, mà thầy chỉ đụng đến số phía trước chữ A thôi. Và khi chúng ta kết luận thì mặc định rằng thể tích sẽ là A mũ 3, giống như đơn vị mét khối, sao thì mét khối vậy đó. Và chúng ta lưu ý cho thầy ha. Và bây giờ chúng ta đến ví dụ thứ hai với đáy là tam giác vuông tại B. Và vuông tại B thì chúng ta phải xác định ngay diện tích của tam giác vuông chính là bằng 1 phần 2 tích của hai cạnh góc vuông. Thì hai cạnh góc vuông phải là hai cạnh có chung chữ B. Như vậy đề bài giải thích chúng ta đọc qua có BA và BC rồi, có độ dài rồi. Như vậy chúng ta có thể tích
sẽ là bằng 1 phần 3. Diện tích đáy của chúng ta chính là 1 phần 2 tích hai cạnh góc vuông. Thầy cố tình thầy viết chữ B trước để cho chúng ta dễ nhớ là tích hai cạnh góc vuông BA về BC vì tam giác này vuông tại B. Và tương tự như vậy, chiều cao của chúng ta trong bài này chính là dựa vào góc tạo bởi giữa SC và mặt đáy. Như thầy có kinh nghiệm với tụi con rằng chiều cao của hình chóp trong bài này chính là SA, mà thông qua cạnh SC thì cạnh đáy của mình tương ứng chính là cạnh còn lại của tam giác SAC, đó chính là cạnh AC. Và nhân cho tan 45 độ, và hôm nay một kinh nghiệm cho chúng ta nhớ luôn, góc tam giác vuông mà có một góc 45 độ thì chúng ta sẽ nghĩ đến tam giác vuông cân. Và do đó lần này thầy viết chữ tan 45 độ, cái lần sau thầy không viết nữa, vì chúng ta biết rằng tam giác vuông cân thì hai cạnh góc vuông nó sẽ bằng nhau, trong đó cạnh góc vuông của mình chính là chiều cao SA, cạnh góc vuông còn lại chính là AC. Như vậy nó chính là bằng AC luôn. Mà AC của chúng ta lại là cạnh huyền của tam giác vuông cân AB, tam giác vuông ABC vuông tại B, thì chúng ta phải dùng Pythagore để tính ra cạnh huyền. Riêng đối với tụi con thì thầy muốn tụi con phải nhớ rằng bộ ba Pythagore quen thuộc trong toán hình học không gian của lớp 12 đó là những bộ ba như sau: 3, 4, 5 này, 6, 8, 10 này, 5, 12, 13, và đặc biệt đó là bộ ba thường xuyên xuất hiện về số căn, đó là 1, căn 3, 2, hoặc là 1, 2, căn 5, hoặc là 1, căn 2, căn 3. Chúng ta học thuộc cho thầy, và bài này chính là bộ ba 1, căn 3 thì là 2. Như vậy thầy có chiều cao trong bài này, thầy viết lại 1 phần 3, 1 phần 2, BA là 1, BC là căn 3, và chiều cao chính là 2. Và thầy rút gọn với số 2, chúng ta hạn chế dùng máy tính đó, chúng ta dùng cách biến đổi, rút gọn cho nó nhanh ha. Và đáp án chính là căn 3 chia 3, và chúng ta mặc định thành tích là A mũ 3. Đó là ví dụ 2 cho chúng ta. Thầy đang ví dụ chúng ta bằng cách là thầy bao hết tất cả các đáy nè. Đầu tiên là cho hình vuông rồi, thấy không? Thầy đang hài lòng vô bài toán này để thầy ôm cho con luôn cả các công thức tính diện tích của tam giác, đặc biệt là cả tứ giác hình vuông và hình chữ nhật. Bên cạnh đó thầy còn sử dụng các kiến thức liên quan tới tính độ dài cạnh Pythagore nè, sử dụng các cái tính chất đặc biệt để tính nhanh về các độ dài, cho tụi con đang ôm lại bài để đầy đủ ha, đặc biệt trong các hình đặc biệt, hình tam giác vuông cân, hình tam giác đều, vân vân. Bây giờ chúng ta tới một ví dụ thứ hai. Chúng ta đến ví dụ SABCD với đáy là hình chữ nhật, và người ta cho hai độ dài AB và AC. Bên cạnh đó người ta cho độ dài một cạnh bên của hình chóp, đó là SB. Thì đối với dạng toán này thì thầy lại muốn nhắc chúng ta, đó là công thức chúng ta cần phải sử dụng, đó là thể tích là bằng 1 phần 3 diện tích đáy. Như vậy chúng ta có sự phân tích về diện tích đáy của chúng ta thành hình chữ nhật. Chúng ta học rồi ABCD là hình chữ nhật, thì bản thân tụi con phải nắm rằng cho thầy đó là gì. Trong hình chữ nhật ABCD thì điều chúng ta phải nhớ đó là các độ dài cạnh nào để chúng ta nhận diện, đó là cạnh liên quan đến chiều dài và chiều rộng trong công thức diện tích. Thì chúng ta thấy ABCD thì các cạnh mà thường xuyên sử dụng trong tính diện tích đó là AB với AD nè, là hai cạnh liên tiếp. Và từ đó thầy mới nhắc chúng ta có một kinh nghiệm để chúng ta đánh giá vô cái các độ dài của hình chữ nhật mà chúng ta không nhầm lẫn với đường chéo. Đường chéo của chúng ta chính là bỏ chữ A, B, C, D là bốn chữ liên tiếp. Như vậy đường chéo chính là A và C, B và D, đó là AC và BD. Còn các cạnh liên tiếp AB nè, BC nè, CD nè, DA nè, AD nè, vân vân, thì đó chính là những cạnh xung quanh của hình chữ nhật để chúng ta sử dụng tính diện tích. Và diện tích của hình chữ nhật chính là tích liên tiếp của hai cạnh. Và mình có bài này chỉ có AB thôi, còn AC là đường chéo, và bắt buộc chúng ta cũng sử dụng công thức Pythagore trong hình chéo, đường chéo của hình chữ nhật. Đó là đường chéo bình phương bằng tổng bình phương hai cạnh của hình chữ nhật, chiều dài và chiều rộng bình phương cộng lại với nhau. Và chúng ta có bộ ba Pythagore đã ở sử dụng ví dụ trước, đó là con số 2 là cạnh huyền, là đường chéo hình chữ nhật. Một cạnh là bằng 1, vậy cạnh còn lại sẽ là bằng căn 3. Như vậy thầy có được kết quả của cạnh AD chính là bằng căn 3. Như vậy diện tích của hình chữ nhật chính là AB nhân AD. Và chiều cao trong bài này chúng ta thấy không xuất hiện góc nữa mà xuất hiện cạnh bên. Thì chúng ta cũng như góc vậy thôi. Cạnh bên SB, chiều cao là SA. Vậy cạnh đáy của mình sử dụng chính là cạnh AB. Và chúng ta phải sử dụng Pythagore trong bài này. Như vậy chiều cao của chúng ta chính là Pythagore của cạnh bên bình phương chính là SB bình trừ AB bình. Đó.
và chúng ta tính bình phương của SB bình là 9 trừ cho AB, AB của mình là 1, đúng các bạn? À, AB mình là 1. Như vậy thì có kết quả chính là 8 là 2 căn 2. Như vậy mình ráp công thức cho chiều cao trong bài này. Và thể tích sẽ là 1 phần 3, diện tích đáy là 1 căn 3 và thằng còn lại sẽ là 2 căn 2. Và chúng ta được kết quả là 2 căn 6 chia 3, mặt định là A mũ 3. Và bây giờ chúng ta tới ví dụ tiếp theo. Và bây giờ thầy tới ví dụ với đáy là hình tam giác đều cạnh bằng 2A để thầy dạy chúng ta ôn lại những công thức liên quan tam giác đều. Bên cạnh đó thầy cũng đưa vô một kiến thức mới nữa, đó là góc tạo bởi giữa mặt bên và mặt đáy. Thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái kiến thức để mà giải quyết bài toán này. Thì dùng con thấy nè. Thứ nhất, về diện tích đáy, chúng ta lưu ý cho thầy. Đáy là hình tam giác đều nên diện tích sẽ là cạnh bình căn 3 chia 4. Như vậy cạnh bình là 2 bình căn 3 chia 4. Như vậy công thức chúng ta rút gọn hết 4 rồi, còn lại căn 3. Và hôm nay thầy muốn dạy tụi con là học thuộc cho thầy luôn. Với đáy là tam giác đều có độ dài cạnh đặc biệt là bằng 2 thì diện tích sẽ là căn 3. Cách thứ hai là góc tạo bởi giữa mặt bên và mặt đáy thì chúng ta sẽ sử dụng quy tắc hai sẹt. Thì đây là lớp 11 rồi, thầy không nói lại nữa và thầy chỉ hướng dẫn chúng ta nhớ cách vẽ hình thôi. Đối với đáy là tam giác đều thì chúng ta sẽ xuất phát từ đỉnh là chân của đường cao đó là A. À, chúng ta kẻ vuông góc với giao tuyến vì SBC với mặt đáy là ABC, có hai chữ giống nhau là BC là giao tuyến. Vậy mình kẻ từ A vuông góc với giao tuyến tại điểm M. Và chúng ta lưu ý nè, vì tam giác đều nên M đóng vai trò sẽ là trung điểm của BC, rất đặc biệt. Vậy AM chính là đường cao của hình tam giác đều. Thì chúng ta có độ dài AM đường cao tam giác đều có công thức cũng là bằng cạnh nhân căn 3 chia 2. Và cạnh là 2 căn 3 chia 2. Chúng ta có một điều rất là đặc biệt trong tam giác đều. Có độ dài của cạnh là bằng 2, diện tích cũng bằng căn 3. Căn 3 đây là căn 3 đơn vị diện tích. Còn độ dài đường cao sẽ là bằng căn 3. Nhưng mà căn 3 ở đây là căn 3 độ dài đơn vị độ dài. Chúng ta lưu ý điều đó với thầy nha. Về số liệu giống nhau là căn 3. Vì vậy thầy muốn tụi con học thuộc và nhớ để làm nhanh hơn. Để chúng ta sử dụng được cách làm thật nhanh để tiết kiệm thời gian vì mục đích của làm trắc nghiệm là chọn đáp án chính xác nhất có thể bằng mọi giá, bằng từng bước, bằng sự xử lý tư duy logic của chúng ta để làm bài toán nó sẽ nhanh hơn. Thì thầy có hai kiến thức bổ sung cho chúng ta trong dạng này, đó là diện tích của tam giác đều và đường cao của tam giác đều. Thì như thầy đã giảng ở trên, chúng ta quay lên coi lại cho thầy ha. Đối với đường cao của tam chiều cao của hình chóp trong bài này thì chúng ta sẽ sử dụng cạnh cạnh đáy tương ứng trong bài này chính là cạnh AM, tụi con nhớ nha. Vì thầy kẻ M và luôn luôn xuất hiện chữ A, tại vì đáy của mình tất cả đều tính toán thông qua cái chữ A và điểm còn lại chính là điểm M. Ở trong các bài ở trên chính là điểm B, điểm C, điểm D vân vân. Còn đối với bài này chính là điểm M, tụi con lưu ý nha. Thì nó chính là AM. Thì bắt buộc cũng dùng chữ tan thôi. Tan của 60 độ như mình đã học rồi. AM thầy tính ra được bằng căn 3. Tan 60 độ mặt định là căn 3, như vậy chiều cao mình là bằng 3. Rất là đơn giản, mà con thấy không? Thể tích sẽ bằng 1 phần 3, diện tích đáy là bằng căn 3, nhân chiều cao chính là 3, và rút gọn còn lại căn 3. Mặt định công thức là A mũ 3. Đó là dạng bài tập ví dụ thầy mới nêu trên. Chúng ta coi kỹ lại giùm thầy. Bây giờ chúng ta tới một ví dụ tiếp theo.